thẳng lắm. Tôi lúc em không biết khoa trương, tại vì dancer mà không giữ hình tượng lắm đó. Thì ngay từ đầu trong suy nghĩ của hai đứa, thật sự là cái show này là gấp. Chỉ là trước Tết là tụi em có một cái buổi tập xong thì ngồi cà phê, thì bàn là qua Tết thì sinh nhật ông định làm cái gì. Tự nhiên vu vơ, thế tự nhiên em nảy lên là thật chất là ông đã mê một cái show kỷ niệm nhớ rất lâu rồi. Thì mình em mới nói Đại là thôi mình làm cái buổi sinh nhật đó, mình làm luôn một cái mini show đi, để tổ chức tặng luôn cho ông. Ông hào hứng lắm, thì em là chuyên bàn mà, thì em chỉ bàn thôi, em chưa có suy nghĩ gì hết. Cái này là thật sự là lúc đó chỉ bàn thôi, chưa suy nghĩ gì hết. Thì ổng ok liền, ok hỏi đi. Thì mới là gọi qua bên công ty event chỗ thân thiết, thì hỏi làm đi anh, em hỗ trợ anh hết mình này nọ. Xong rồi gọi luôn quản lý ca sĩ ở cái show đó làm được bao nhiêu. Anh làm cái này chỉ có nhiêu đâu, có 400 mấy 500 triệu à. Đó, thì lúc đó mình nghĩ trong đầu 400 mấy 500 triệu, thôi hai đứa mình chơi luôn đi, tự chơi. Chứ thật sự mọi người nghĩ live show một ca sĩ kiếm tài trợ cực dễ, nhưng ở một nhóm nhảy thì kiếm một cái tài trợ chưa chắc là có. Mình phải xác định cái tư tưởng đó ngay từ đầu. Và ngay từ đầu tụi em muốn làm cái show này là tự bỏ. Nhưng cuối cùng ra thì mình suy nghĩ, bắt đầu mình lên trên bảng từ từ, cái mình thấy là à, cái show đó người ta hợp fan mà. Người ta ra người ta hát, ta đâu mời ai đâu, dựng cái sân khấu đứng hát thôi là 400 mấy 500 triệu, bình thường. Còn mình bây giờ là mình mời 5 nghệ sĩ bước lên sân khấu mà ngôi sao, sau đó là tiếp tục mời những thành viên cũ về để góp mặt. Thì mình không thể để cho người ta đứng lên một cái nhà văn hóa thanh niên mà ở bên trong á, chắc mọi người phóng viên biết là bên trong cái nhà hồi xưa đó, chứ mà ở ngoài cái sân 4A thì chắc không đủ tiền. Chẳng lẽ bây giờ mình kiếm một cái chỗ như trung tâm văn hóa thì thật sự thì nó lại quá bèo. Thì mình tính hết cân đo thì em rất thích cái Nguyễn Du, nhưng cuối cùng cái Nguyễn Du thì cái giá nó cao quá. Và cuối cùng vòng vòng thì em chọn được cái Hồ Xuân Hương là lượng khán giả vừa đủ và vừa khả năng, là gọi là vừa fan vừa khán giả đến ủng hộ, thì là khoảng 2.000 khán giả là vừa tầm với tụi em. Và nó ấm cúng và nó có một cái không gian gọi là mình đủ để quẩy, và mình có thể lưu lại được những hình ảnh đẹp nhất trong live show. Và khi mà đứng ra thì càng đi thì mình thấy cái tiền á, mình làm á, mình đầu tư nó càng cao lên, thì lúc đó mình thấy là nó hơi bị đuối. Thì mình cũng tâm sự với anh Hưng và với nhiều người, thì người ta nói là một show mà không có tài trợ là ngu nha em, phải kiếm tài trợ, chứ bây giờ bỏ túi ra như thế nào. Mà thật sự tới sát ngày hôm nay khi làm thì thật sự là mới có được một cái niềm vui nhỏ nhỏ từ nhà tài trợ xuất hiện ở đây, là đó là một động lực lớn, gọi là động lực lớn để là mình gọi là mình mạnh dạn đi tiếp. Chứ trên căn bản là tụi em đã thống nhất với nhau là cầm giấy tờ nhà. Điều đó thì tôi cũng hơn biết. Mà thật sự thì cái nhà đó gần 20 mấy năm hai đứa làm mới mua được cái căn nhà, chứ không phải như nhiều nhóm khác là mua được căn nhà, mà hai đứa tích góp khoảng là 20 mấy năm, nói thẳng cũng 20 mấy năm rồi đúng không, mới mua được cái căn nhà mà vẫn trả góp ngân hàng. Mà bây giờ cầm cái giấy đó ra ngân hàng cầm ngược lại thì nó hơi kỳ, nhưng mà chi phí thì thật sự nó vượt đến cái dự định. Cái dự định của mình bây giờ nó đã nằm đến hàng hai rồi, hơn hàng hai rồi. Thì để giải thích cho cái vấn đề không phải 20 đâu nha, hai kia thôi. Nên là bây giờ em chứ để cho mọi người thấy được cái tính chất của cái công việc đó, thì là mọi người có thể nhìn lên cái sân khấu coi cái khoản đầu tư của tụi em như thế nào, là về cái phần sân khấu, ánh sáng và mọi thứ. Xin ekip cho chiếu màn hình nhé.